Banos. Đây, trên cái bảng nè. Một chút nữa khi mình đến nhà thờ, mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem nhà thờ nơi đây Đức Mẹ đã hiện ra với những trẻ em chăn cừu ở trên núi. Rồi, đang trên đường vào trong nhà thờ. Đức Mẹ rồi. Bây giờ mọi người cùng theo chân mình đi vô trong nhà thờ nha. Mình đang ở có mặt tại nhà thờ Banos rồi mọi người. Thì nơi đây là Đức Mẹ đã hiện ra năm 1933 với một em bé đang đi chăn cừu ở trên đồi ha mọi người ha. Bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong để xem khung cảnh nhà thờ và nói rõ hơn một chút cho mọi người nghe nhé. Tại sao mà Đức Mẹ ở đây lúc nào người ta cũng vẽ hình Đức Mẹ là mặc áo màu trắng và có dây thắt lưng màu xanh, rồi có đeo cọng dây chuỗi là vì sao? Vì em bé đó, đó khi mà gặp Đức Mẹ hiện ra đó mọi người, em về em kể cho mọi người nghe thì theo như cái sự tưởng tượng của em đó thì người ta đã vẽ lại hình Đức Mẹ mặc áo trắng, có dây thắt lưng xanh và đeo dây chuỗi. Rồi bây giờ mình vô trong cùng xem cái giếng nước nha. Bình an cho gia đình hay gì đó, thì mỗi cái đàn cày ở đây người ta có giá là không bằng cho một cái đàn cày. Thực sự thì năm cái tiền mà mình mua đàn cày này nó là để xin lễ hoặc là cái gì thôi, chứ là phúc không được phát thông bằng hơn thì mình sẽ lấy năm cái đàn cày để cầu nguyện.
luôn á. Hiện tại bây giờ là người ta đang lấy nước, đang lấy nước suối đó mọi người. Nước suối này là nước suối thật luôn á nha, con suối spa luôn á, chứ không phải là nước suối nhân tạo hay gì mà mình hay gọi ở mấy cái vùng ở bên giống như bên mình đó nha. Đây là suối thật luôn. Đấy, nước ở đây rất là trong sạch, người ta lấy về người ta uống luôn đó này. Rồi giờ cùng mình theo chân mình đi vô trong tham quan nhà thờ nhé. Bên trong cái con đường này á, là mọi người là người ta nói về hành trình của cổ nạn của Chúa Giêsu á. Bây giờ những người ta sẽ có những cái bức tượng để nói về từng hành trình của Chúa Giêsu. Bây giờ mọi người cùng theo chân mình đi vô trong. Trộn lẫn giữa nước suối gì ở khu vực có nhà máy này kia đâu nha. Khu vực nước suối là phải trong, phải sạch đó. Không khí thì trong lành, tiếng chim hót nghe rất là tự nhiên luôn. Nói chung là bây giờ mình nói một chút xíu nha, tại sao mà ở bên đây mọi người mình đi ra ngoài đường á, mình thấy hả chim chóc này kia hót líu lo luôn. Đây là những hội nhóm mà mọi người đọc kinh với nhau, mọi người giống như bên Việt Nam của mình thì mình hay gọi là nhóm sống đạo này kia đó. Người ta đang đọc kinh ha. Đang đọc kinh từng chặng đường của Chúa Giêsu á. Mọi người cùng theo dõi nha. Phía trước của mình là cờ Ba Lan đó mọi người. Người ta đang cầu nguyện, đang đi diễu hành về những cuộc khởi nạn của Chúa Giêsu. Mình cũng đang đi theo để đọc kinh. Mấy nhà này là những cái quà của một trong những đất nước Công giáo tặng cho nhà thờ Ba Nước. Trong đây có nước Việt Nam mình cũng tặng nữa nha. Một lát nữa mình sẽ đi đến khu đó, mình sẽ quay cho mọi người coi. Trung Quốc nha mọi người, cộng đồng tôn giáo Công giáo người Trung Quốc đó, tặng cho nhà thờ Ba Nước. Đây là Philippines. Thôi à, đây nè, nhìn Đức Mẹ mặc đồ Korea đẹp lắm luôn. Đây, nhìn Đức Mẹ Korea dễ thương lắm luôn á. Đức Mẹ Korea đẹp lắm luôn, mặc đồ
truyền thống của người Hàn Quốc rồi, ảnh Chúa Giêsu thấy hương lắm luôn á. Đây của Courier tặng nè, Courier tặng đó, Holy Mary Mother of God pray for us. Đây trời ơi Đức Mẹ Hàn Quốc coi là thấy hương gì đâu. Của em Kim Sun Yeon 429193. Đó, bây giờ đi tìm nè. I'll lay the question from gửi đến nhà thờ Banos nha. Đó, Đức Mẹ, đó Việt Nam, Việt Nam. Đó, Đức Mẹ, Đức Mẹ, Đức Mẹ La Vang đẹp thiệt đẹp luôn á. Đó. Đó, đồ truyền thống của mình nè ha, mọi người thấy không? Đức Mẹ mặc áo dài xong rồi đội đội khăn đóng rất là đẹp luôn. Xinh lắm luôn. Đó, thấy hương lắm luôn á. Đó. Cho mọi người xem về những cái ngôi nhà nhỏ 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 đó, biểu tượng của từng nước nước đến nhà thờ Banos, tặng cho nhà thờ Banos đó mọi người. Đó, bây giờ cùng mình đi tham quan một chút những cái điều thú vị khác ở trong trên con người này nha. Thì nãy giờ thuyết trình thì rất là nhiều vấn đề cho mọi người coi hình ảnh này kia, còn bây giờ là mình sẽ giới thiệu cho một người, cho mọi người biết đến cha, một người cha có cái tấm lòng cao thượng để giúp đỡ cho những người bị phong tù này kia đó mọi người. Thì cha tên là Sanamen. Thì Molokai đó là một cái đảo giáp Mỹ với lại Úc ha mọi người ha. Thì cái vùng đảo này hồi xưa đó là những người nào mà bị phong tù đó mọi người thì sẽ bị xa lắm và đẩy ra đảo cho họ chết đi. Thì cha đã là một người đã bỏ công sức ra đi xin tiền quyên góp để cứu trợ cho những người mà bị bệnh phong cù này kia, và sau đó cha cũng bị bệnh cù và mất đi ha mọi người ha. Thì sau này cha cũng đã được phong lên làm thánh luôn rồi. Thì đó là cái tấm lòng cao thượng của cha đã cứu giúp những người phong cù. Rồi hiện tại bây giờ thì khi mà mình mở tin tức lên mà mình nghe tin tức về thế giới thì cái gì là lúc nào cũng được truy cập nhiều nhất mọi người ha, đó chính là tin tức về chiến tranh của giữa Nga và Ukraine. Thì hiện tại bây giờ là mình đang đứng trước một cái bức tượng này là Ukraine tặng cho nhà thờ Banos từ năm rồi kỷ niệm 1000 năm của cộng đồng tôn giáo Ukraine năm 1988 đến 1988 mọi người ha. Đây mình sẽ nén lại ở đây khoảng chừng vài phút để cầu nguyện cho Ukraine, vì hiện tại bây giờ là đã hơn 30 ngày chiến tranh vẫn chưa ngừng thôi mọi người, chết chóc vẫn còn đang diễn ra hàng ngày ở Ukraine, và người dân Ukraine hiện tại bây giờ đã phải bỏ nước của họ, bỏ hết tài sản gia tài này kia, công việc này kia để đến những đất nước khác ở trên châu Âu mà ở đỏ đó mọi người, để tạm trú. Thì bây giờ mình sẽ cầu nguyện cho Ukraine và cả toàn thế giới ha mọi người ha. Phía bên trong đây là khu vực cánh tọa cha hay giảng lễ ở ngoài trời đó mọi người. Thì đây là lần thứ ba mình đến nhà thờ Banos rồi, có một lần mình đã tham dự thánh lễ ở đây, hình như lúc đó là lễ là cha diễn ra là hình như là tới hai hay ba ngôn ngữ đó mọi người, là tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Mỹ, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Hà Lan đó. Thì mọi người cùng theo chân mình đi bên trong nhé.
nhà sẽ có thánh lễ ngoài trời. Rồi bây giờ thì mình cũng đã tham quan xong khu vực của nhà thờ Panos rồi. Bây giờ mình cũng đang trên đường để đi ra ngoài và đi về luôn mọi người ơi. Một ngày thật là ấm áp và cảm thấy khi mình đến những nơi thiêng liêng như thế này mình cũng nhẹ nhàng hơn. Mong bình an cho cả thế giới, mong cho gia đình mình luôn khỏe mạnh đó. Thì trong cái mùa đại dịch Covid này, nhà mình cũng bị Covid này kia đó mọi người, có người còn bị tái lại lần hai nữa, vì vậy ai cũng nên phải cẩn thận hết sức nha. Wow, bây giờ trên đường về thì trời quá trời đẹp luôn, sáng thì âm u một xíu, bây giờ thì nắng quá trời luôn. Bây giờ là mình đang trên đường đi ra khỏi nhà thờ đó mọi người, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái nơi này bán bánh rất là ngon luôn, mà là nơi mà có coi như là để nói là nổi tiếng của vùng này á mọi người, ăn là quên lối về luôn đó. Một chút nữa mình sẽ quay mọi người coi nha, lâu lâu mới tới đây là phải ăn những cái đồ mà đặc biệt ở những cái khu này nha mọi người, nó ngon mà mình không biết diễn tả sao luôn á. Đẹp mê hồn luôn á. Ôi trời ơi, đẹp. Ở đây mình có flycam là thôi luôn á. Đây, cái view. Mọi người thấy người ta đậu xe để mua bánh đó mọi người. Đông lắm. Mua bánh là phải ship hàng á. Đó, tiệm bánh phía trước thấy không mọi người. Bây giờ cùng mình đi vô tiệm bánh mua bánh nha, để băng qua đường. Đó, chỗ mình ngừng lại để ăn bánh và uống cà phê nha mọi người nha. Trời ơi, cũng như chắc cũng lúc mà mình tới đây lần đầu tiên, lúc này là bị Covid. Trời, đóng cửa hết luôn, chỉ bán bánh thôi, phải ship hàng, đeo khẩu trang. Rồi mà rất là đông. Bây giờ hết, giờ mở, cho mở cửa lại, cho mở bán buôn lại, mà nó rất là đông luôn. Gặp hôm nay cuối tuần nữa, người ta phải đứng đợi để có bàn để ngồi. Bây giờ mình quay với cái bánh nè mọi người, đây là bánh nổi tiếng của vùng này luôn, chỗ này làm rất là ngon luôn. Đó, một cái bánh vậy là có giá là 23 euro, 25 euro. Đó, wow, bánh dâu không, bánh trứng, sô cô la, nó ngon lắm luôn. Quán ăn, quán uống cà phê, ăn bánh, có chỗ chơi cho mấy đứa nít luôn. Đó, bố mẹ ngồi uống cà phê, ăn bánh này kia, bọn trẻ thì ra đây ngồi chơi thoải mái. Cảnh rất là đẹp. Ôi, mình đã order ra hai cái bánh, hai miếng bánh và hai ly cà phê cappuccino. Đây nè mọi người, đó, kem, miếng chung với cappuccino, bánh, liếm thử miếng kem, béo quá. Bánh có hai loại, bánh này tên là, nói chung mình dịch ra là bánh tên là ba tay. Đây là cái lớp đậu phộng nè, kem, trứng. Đây là bánh rùng đen. Mình nói nôm na là bánh giống như bánh gọi là bánh sô cô la đó, có mứt dâu nè, có sô cô la nè.
hấp dẫn lắm luôn. Hai cái bánh này với lại hai ly cà phê luôn á mọi người, là tổng cộng có giá là 16 đồng 80. Rồi bây giờ mời mọi người cùng mình thưởng thức bánh nha. Bây giờ mình sẽ nếm thử bánh ba tây nha. Trời ơi nó ngon mọi người ơi, chưa ăn mà đã thấy nó thơm thơm bé bấy luôn đó. Thơm béo. Bánh bên đây á, mình nói theo mình suy nghĩ nha, bánh này bên mình thường hay gọi là bánh bông lan á, mà bên đây mình ăn bánh bông lan bên đây mình thấy nó cứng cứng chứ không có kiểu như mềm mềm xốp xốp bên Việt Nam. Ngon quá. Giờ mình ăn cái bánh này. Bánh này nãy mình nói sai nha, phải mất dâu nha, mất cherry á. Mỗi loại bánh đó, nó có cái đặc trưng của mùi vậy. Ngon hết nhỏ này, bánh này nó chua chua ngọt ngọt. Thôi giờ mình tắt nha, mình ăn nữa. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người, bye.